Không phải nói nhiều thì ai cũng biết rằng Sex Education là một hiện tượng lớn của phim truyền hình năm ngoái. Nó có đầy đủ tất cả những thứ mà mình cần ở một TV show, một kịch bản độc đáo, nhân vật được đầu tư kỹ lưỡng và những bài học sâu sắc đầy giá trị. Vậy nên, mình sẽ không để các bạn phải chờ lâu nữa, cùng điểm lại những lý do vì sao chúng ta bắt buộc phải xem TV show nổi tiếng này thôi. TV series Sex Education đã trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới ngay sau khi nó được ra mắt trên nền tảng chiếu phim trực tuyến Netflix vào đầu tháng 1 năm ngoái. Khoác lên mình vẻ ngoài đậm chất giáo dục, nhưng Sex Education không hề triết lý giáo điều. Phim truyền tải những bài học về giới tính, về tình dục một cách vô cùng thẳng thắn, nhưng dưới một lăng kính hài hước và cởi mở. Ấy vậy mà nó cũng không hề thiếu đi những khoảnh khắc ấm lòng, đủ để khiến các bạn phải rơi nước mắt. Ấn tượng đầu tiên sau khi mình click và xem Sex Education đó chính là hình ảnh. Dĩ nhiên, chúng mình sẽ không đề cập đến cảnh nóng giữa Adam và Amy. Đây cũng là một cách mở màn độc đáo, nhưng ở đây, chúng mình muốn đề cập đến cách sử dụng màu sắc và lựa chọn sắp xếp bối cảnh. Cụ thể, Eric luôn lựa chọn những bộ cánh sặc sỡ, và nếu các bạn để ý kỹ thì trang phục của cậu không bao giờ trùng lặp qua các tập phim. Trong khi đó, Otis thường chọn cho mình những bộ trang phục đơn giản hơn cả về chất liệu và màu sắc. Từ đó, khán giả có thể hình dung phần nào tính cách của cả hai nhân vật. Eric bốc đồng hơn, thích thể hiện bản thân hơn, trong khi Otis như hiện thân của một người hướng nội. Mọi thứ chúng ta có thể nhìn thấy, như là kiến trúc bên trong cũng như bên ngoài của nhà Otis, trang phục sặc sỡ của Eric hay thứ khán giả có thể nghe rõ như là âm nhạc, đều muốn đánh lừa khán giả rằng Sex Education diễn ra vào những năm 80 của thế kỷ trước. Chưa dừng lại ở đó, tất cả các nhân vật đều nói giọng Anh, nhưng những nội dung mà họ đề cập đến và ngôi trường họ theo học lại mang đậm chất Mỹ, khiến chúng ta khó lòng khoanh vùng bối cảnh cụ thể của phim. Tuy vậy, cách sử dụng thời gian và không gian như trên khiến khán giả vô cùng thích thú và tò mò. Do đó, dù người xem ở châu Âu, châu Mỹ hay là Việt Nam đều có thể cảm nhận được phần nào bản thân mình ở trong phim. Vậy nên, nhà sản xuất được tạo cơ hội tự do sáng tạo hơn, không bị bó buộc trong bất kỳ một khuôn mẫu nào. Như các bạn để ý, những cảnh quay của Sex Education luôn tỏ rõ sự phóng khoáng và sáng tạo vô bờ bến. Âm nhạc cũng có thể khiến khán giả cảm thấy hoang mang bởi Sex Education luôn kết hợp rất tốt những bản nhạc cũ và mới, giữa hiện tại và quá khứ. TV show này dùng bản Check On Me được phát hành năm 1985 của A-ha, hay là ca khúc Love Really Hurts Without You năm 1976 được Jackson dùng để bày tỏ tình cảm với Maeve Wiley. Những ca khúc này cũng củng cố thêm về phong cách cổ điển trong bối cảnh phim. Nhưng nhà sản xuất cũng không quên chọn những ca khúc mới của các nghệ sĩ trẻ mới nổi hàng đầu Hoa Kỳ như là Beth Ditto, Grizzly Bear hay là Ezra Furtman để lôi kéo được khán giả trẻ tuổi hơn, những người đến Sex Education để tìm kiếm sự mới lạ. Sex Education được xây dựng trên một dàn diễn viên trẻ và không mấy tên tuổi ở thời điểm đó, ngoại trừ Gillian Anderson từng xuất hiện trong The X-Files và nam chính Asa Butterfield thuộc dự án điện ảnh Miss Peregrine's Home for Peculiar Children, thì những NQC Gatwa, Emma Mackey và Kendall Williams Sterling và hầu hết các nhân vật phụ khác đều chưa từng có chỗ đứng trong giới làm phim. Tuy nhiên, diễn xuất của dàn diễn viên trẻ quả thực không có điểm nào để chê. Asa Butterfield đã thể hiện rất tốt hình tượng một cậu bé đang quay cuồng với các vấn đề tuổi teen. Ngoài việc phải đảm bảo tốt công việc học hành ở trường trung học Model, Otis luôn tìm cách để lấy lòng cô bạn Maeve Wiley. Cách dễ nhất để cậu tiếp cận cô nàng này là đến từ các buổi trị liệu tình dục cho các bạn học. Bên cạnh đó là một Otis phải vượt qua nỗi ám ảnh của bố ngoại tình thời ấu thơ, bởi lẽ trên quá khứ không mấy êm đẹp đã khiến Otis gặp nhiều vấn đề tâm lý ở tuổi dậy thì. Và dù có cha mẹ là những nhà tâm lý, nhà trị liệu, nhưng Otis cũng không thể nào mở lòng mình để nói về những vấn đề mà cậu đang đối mặt. Đó là lý do mà Otis hiếm khi nào cư xử như một cậu thiếu niên bình thường. Otis là một người hướng nội, ít nói và không dám thể hiện bản thân ở nơi đông người. Cậu cũng thiếu đi sự tự tin để theo đuổi người mà mình thực sự cảm mến. Đây không phải là một nhân vật quá đặc biệt, kiểu nhân vật này đã xuất hiện nhiều trong các bộ phim hài tình cảm của những năm 90, nhưng qua việc đặt Otis Milburn vào hàng loạt các vấn đề tuổi teen, về gia đình, về chuyện tình yêu, kết hợp với diễn xuất vô cùng tự nhiên của Asa Butterfield, nhân vật này đã trở thành điểm sáng rực rỡ nhất của Sex Education. Khác xa với những nhân vật còn lại của Sex Education, Maeve không có một mái ấm thực thụ, cô có một quá khứ không mấy tốt đẹp và những người xung quanh luôn muốn nhấn chìm cô với những lời lẽ thiếu tôn trọng. Tuy nhiên, điểm khiến Maeve trở thành biểu tượng nữ quyền của Sex Education là cô mạnh mẽ và đối mặt chống trả tất cả những vấn đề đó. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Maeve Wiley là ở phân cảnh phòng khám thai, đó là nơi nỗi sợ hãi lớn nhất của cô được bộc lộ khi cô phải đối diện với cơn ác mộng u tối nhất trong cuộc đời. Sau cùng, Maeve đã có cho mình một quyết định hợp lý và can đảm và đối mặt với nó. Eric là một trong những nhân vật đáng nhớ nhất của cả loạt phim. Ban đầu, Eric chỉ được biết đến như một cậu bé sống với mặc cảm người nhập cư. Cậu thậm chí còn không dám mở lời làm quen với những nhân vật khác và trở thành nạn nhân của nạn bắt nạt học đường. Eric luôn sợ hãi với định kiến về LGBT. Cậu không dám sống thật với bản thân mình, dù ở nhà hay là trường học, dù ở trong mối quan hệ với gia đình hay bạn bè. Để rồi, đến khi Sex Education kết thúc, Eric chính là người truyền cảm hứng mạnh mẽ nhất đến khán giả và cho cả những nhân vật khác. Vì Eric, Adam Grove đã dám bước ra ánh sáng, cậu không còn cư xử như cái bóng của cha mình nữa.
vì Eric mà cha cậu đã trở nên mạnh mẽ hơn và vì Eric mà Otis đã nhận ra giá trị đích thực của một tình bạn chân thành. Dù không phải là nhân vật trung tâm, nhưng Eric luôn là chất xúc tác, khiến các nhân vật trở nên gần gũi với nhau hơn, khiến những người xung quanh can đảm và mạnh mẽ hơn. Các diễn viên trẻ chưa nhiều kinh nghiệm sẽ không thể nào đạt được những thành tựu lớn lao đến như vậy nếu vắng đi một người chỉ đường. Nữ diễn viên Gillian Anderson sắm vai trò đó giữa hàng loạt ngôi sao trẻ của Sex Education và cô còn làm được nhiều hơn thế. Gillian Anderson trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới với vai diễn đặc vụ Dana Scully trong series phim truyền hình The X-Files, hay còn được biết đến với cái tên là Hồ sơ tuyệt mật với khán giả Việt Nam. Với nhiều đề cử và giải thưởng quả cầu vàng, BAFTA hay là Emmy, kinh nghiệm và năng lực của Gillian Anderson khi đến với Sex Education là không có gì để bàn cãi. Những câu thoại thông minh và cực kỳ thuyết phục của Gillian Anderson khiến người ta tin rằng nhân vật của cô là một nhà trị liệu tình dục tài năng thực sự. Là một nhà tâm lý học, Jean Milburn càng bị ám ảnh khi không thể thấu hiểu cậu con trai mình. Một phần vì Otis không đủ can đảm để ngồi xuống nói chuyện với mẹ về những vấn đề của mình, nên bà Jean càng phải tìm nhiều cách hơn để tìm hiểu. Tuy nhiên, càng cố gắng, Jean càng khiến cậu con trai mình thất vọng bởi bà đã không yêu thương và quan tâm con trai đúng cách. Có thể khẳng định rằng Jean Milburn ban đầu chỉ muốn thấu hiểu con trai mình qua lăng kính của một nhà tâm lý thay vì là một người mẹ. Và chính những nhân vật thú vị trên đã giúp khán giả hiểu được những bài học vô cùng quý báu. Rõ ràng Sex Education không phải là một TV series dành cho giới trẻ. Các bậc phụ huynh có thể xem bộ phim này để thấu hiểu những tâm tư của con em mình. Mẹ của Otis luôn muốn hiểu con mình nghĩ gì, đang trải qua chuyện gì. Nhưng thay vì ngồi xuống nói chuyện với con, bà Jean thường xuyên lên phòng của Otis để tự tìm hiểu. Hậu quả thì ai cũng thấy rõ, Otis mất dần niềm tin vào nơi người mẹ và hai mẹ con dần trở nên xa cách. Phải đến khi bà Jean tự tìm đến trường học của Otis, thổ lộ rằng bà muốn hiểu rõ về con hơn, muốn quan tâm con ngay ở những điều nhỏ nhặt nhất. Đến lúc đó, Otis mới nhận ra tình cảm của mẹ và bà Jean mới nhận ra đâu là điều con mình thực sự cần. Đây cũng là thời điểm Sex Education đi đến hồi kết thúc và chúng ta sẽ được tìm hiểu sâu hơn về mối quan hệ của hai nhân vật này trong phần 2. Một trong những phân cảnh đáng nhớ nhất của toàn bộ phim là khoảnh khắc Otis thuyết phục Liam không tự tử sau khi cậu không thể mời Lizzie nhảy cùng. Trước đó, Liam đã không ít lần âm thầm tặng quà, thổ lộ với Lizzie, nhưng cuối cùng anh chàng này vẫn bị từ chối. Sự ngoan cố của Liam chắc chắn đã khiến Lizzie vô cùng khó chịu, nhưng Otis đã rất tỉnh táo, dạy cho cậu bạn này một bài học rằng anh không thể ép người khác thích mình được, dù bất kỳ ở trong hoàn cảnh nào. Ở các quốc gia phương Đông, việc bàn luận về tình dục thường không mấy được khuyến khích giữa các thế hệ trong gia đình với nhau, giữa những người bạn hoặc ngay cả trong mối quan hệ yêu đương. Ở đây, khái niệm tế nhị bị hiểu lầm và quan trọng hóa đến mức khó hiểu. Còn với Sex Education thì khác. Qua các buổi trị liệu của mình, Otis đã chỉ ra rằng dù trong bất kỳ mối quan hệ nào, việc cởi mở về chuyện tình dục sẽ giúp mọi thứ dễ dàng hơn rất nhiều. Qua các buổi trị liệu của Otis, những nhân vật khác như là Amy, Viv, Olivia hay là Lily đều đã trở nên tích cực và nghĩ thoáng hơn trong các vấn đề của mình. Qua Sex Education, qua những vấp ngã của các nhân vật, người xem sẽ có thời gian để nhìn lại tất cả những sai lầm của bản thân mình. Otis vì đã dành quá nhiều thời gian cho Maeve Wiley mà quên đi cậu bạn thân của mình. Bà Jean vì không yêu thương con đúng cách cũng đã khiến Otis hiểu lầm, khiến khoảng cách giữa hai người càng trở nên rộng hơn. Và cái kết của Sex Education thật đẹp, mọi nhân vật đều nhận được những điều mà họ xứng đáng. Otis cũng vậy, Otis luôn nghĩ mình là một đứa trẻ khác thường và cho đến khi mẹ cậu ở bên, ôm cậu vào lòng mà nói rằng con mới chỉ 16 tuổi mà thôi, con không cần phải biết câu trả lời cho mọi thứ và rồi con sẽ ổn thôi. Như mình đã đề cập ở trên, Eric dường như là người truyền cảm hứng cho cả TV show và đặc biệt là với cộng đồng LGBTQ. Ban đầu, Eric xuất hiện với một vẻ tự tin nhất định, cậu dám đưa ra lời nhận xét về những chàng trai khác, dám công khai mình là người đồng tính ở trường học, rồi dần dần dám đánh lại kẻ trêu chọc cậu. Tuy nhiên, phần nào bên trong Eric vẫn muốn kìm hãm bản thân, để rồi đến khi Sex Education kết thúc, Eric đã dám khoác lên mình những bộ cánh sặc sỡ, sơn móng tay và trang điểm thật đậm. Và đặc biệt hơn, Eric đã dám công khai với gia đình rằng mình là người đồng tính, dám đối diện với cha và nhận được những lời động viên chân thành từ ông. Trong tuần trước, Sex Education Season 2 đã được lên sóng Netflix với nhiều nhân vật mới và có những câu chuyện thậm chí còn thú vị hơn cả phần đầu tiên. Qua những trailer mở ra với bác sĩ trị liệu John Milburn, mẹ của Otis xuất hiện ở hội trường, trường trung học Model để bàn luận về những vấn đề tình dục. Qua đó, khán giả cũng được giới thiệu về một nhân vật mới, một học sinh đến từ nước Pháp và có khả năng đây sẽ là mối tình nghiêm túc đầu tiên của Eric. Trong khi đó, mối quan hệ giữa Otis và bạn gái Ola đang tiến triển rất tốt và sau đó còn là câu chuyện về tương lai của Maeve Wiley nữa. Với sự trở lại của tất cả những diễn viên đã làm nên thành công vang dội ở mùa đầu tiên, Sex Education được kỳ vọng sẽ mạnh dạn khai thác những vấn đề lớn lao hơn. Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng khao khát được chứng kiến mối tình giữa Otis và Maeve được nảy nở. Họ cho rằng hai nhân vật này sinh ra là để ở bên nhau. Với cá nhân mình, Sex Education là một TV show tròn trịa nhất và hoàn hảo nhất trong những năm trở lại đây. Còn các bạn thấy sao? Các bạn đã có được những bài học quý giá nào từ TV show này? Thì nhớ bình luận ở phía bên dưới và cho chúng mình biết nhé. À nhắc nhẹ này, Sex Education mùa 2 đã trở lại vào ngày 17 tháng 1 vừa qua. Và hãy cùng phê phim theo dõi bộ phim và cùng bình luận về nó nhé.
Và đừng quên đăng ký kênh vì chúng mình sẽ có video về phần 2 trong tương lai đấy. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.